Sáng 25 tháng 6, hơn 3.500 thí sinh là học sinh lớp 5 các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã tham gia kỳ khảo sát vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa tại 6 điểm thi gồm Trung học cơ sở Colet quận 3, Trung học cơ sở Minh Đức, Trung học cơ sở Võ Trường Toản, Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa quận 1 và Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ quận 4. Theo cô Trần Thị Hồng Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, năm nay có tất cả 3.578 thí sinh tham gia kỳ khảo sát, thấp hơn kỳ khảo sát năm 2020, gần 500 hồ sơ. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 của trường là 525 học sinh. Tỷ lệ chọi của kỳ khảo sát năm nay là 1 trên 6,8 học sinh. Tất cả thí sinh sẽ thực hiện bài khảo sát trong thời gian làm bài 90 phút. Cấu trúc đề khảo sát năm nay không thay đổi so với năm 2020. Đề thi vẫn gồm hai phần là trắc nghiệm và tự luận. Với phần thi trắc nghiệm, hình thức ra đề tương đương các năm học trước với 20 câu hỏi tiếng Anh, kiểm tra kiến thức các môn toán, tiếng Anh, khoa học, lịch sử và địa lý. Tổng điểm của phần thi này là 40 điểm. Phần thi tự luận chiếm 60 điểm của bài khảo sát gồm 3 phần, tiếng Anh, toán tư duy logic và tiếng Việt. Điểm mới của đề khảo sát năm nay là có thêm câu hỏi bằng tiếng Việt đối với nội dung toán tư duy và đọc hiểu làm văn. Đối với phần thi tiếng Anh, đề thi có thêm câu hỏi nghe hiểu tiếng Anh nhằm đánh giá toàn diện 4 kỹ năng nghe nói đọc viết của thí sinh. Đây là năm đầu tiên bài khảo sát có thêm câu hỏi nghe hiểu bên cạnh câu hỏi về đọc hiểu và viết tiếng Anh. Năm học 2022-2023, đối tượng dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học tại thành phố Hồ Chí Minh và có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm học của hai môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên mỗi môn ở năm học lớp 5. Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa là trường duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho phép tuyển sinh đầu vào lớp 6 với hình thức thi khảo sát năng lực thay cho hình thức xét tuyển.